trứng gà xinh đẹp. Các em, ngày mai là xuân phân. Mùa xuân sao lại có phân à? Không phải là có phân, xuân phân là một tiết khí, có nghĩa là mùa xuân đã qua được một nửa. Còn một nửa nữa là mùa xuân sẽ kết thúc, mùa hạ sẽ đến. Vậy thì thời tiết sẽ ấm áp, hoa của em cũng sẽ nở. Đúng thế, mùa xuân có rất nhiều phong tục. Ví dụ như vào ngày xuân phân, mọi người thích cùng nhau thi dựng trứng gà. Trứng gà của ai có thể đứng được thì người đó sẽ gặp may mắn. Cho nên các em, ngày mai hãy mang một quả trứng gà đến trường mẫu giáo. Chúng ta cùng nhau chơi trò dựng trứng gà nhé. Vâng ạ. Dựng trứng gà à? Hồi còn đi học, bố cũng từng chơi. Con đồ to, bố là cao thủ dựng trứng gà đấy. Bố đồ nhỏ, cô Nguyệt Nga nói, để ngày Tết truyền thống càng thêm sáng tạo, bọn con về nhà làm bài tập thủ công, để bố mẹ cùng con trang trí cho quả trứng gà thật đẹp. Chuyện này quá dễ, chỉ là vẽ trứng gà thôi mà. Con muốn vẽ thuyền trưởng cướp biển. Bố muốn vẽ non nước hữu tình. Con vẽ trước. Bố vẽ trước. Con đồ to, con cứ dành qua dành lại thế này. Làm sao bố làm thủ công cùng con được? Mỗi người một quả là được rồi. Được thôi, mỗi người một quả. Chúng ta đi tìm mẹ tập về để lấy trứng gà. Ây da, trứng của con bị nứt rồi. Trứng gà của bố không sao. Bố còn muốn vẽ chấm tròn trên đó nữa. Trứng gà của bố cũng vỡ rồi. Trứng gà của bố vỡ rồi. Vẽ trứng gà chẳng dễ chút nào. Lại phải đi tìm mẹ tập về xin trứng gà rồi. Mẹ tập về sẽ mắng chúng ta lãng phí trứng mất. Con đồ to, lần này chúng ta nhất định phải vẽ cẩn thận. Không được tiếp tục lãng phí nữa. Dùng bút lông mềm để vẽ thì sẽ không làm sao. Nhìn này, tranh vẽ cây cầu tuyệt đẹp của bố đã xong rồi. Dùng màu nước càng an toàn. Trứng gà của con mới đẹp, xanh đỏ tím vàng. Con đồ to, trứng gà của con màu sắc loè loẹt, chẳng tinh tế chút nào. Trứng gà của bố đồ nhỏ, chỉ có đen với trắng, màu chẳng đẹp chút nào. Của bố đẹp hơn con. Của con đẹp hơn của bố. Của bố đẹp hơn của con. Của con đẹp hơn. Của bố đẹp hơn. Quả trứng xinh đẹp của con vỡ rồi, đều tại bố đồ nhỏ. Bố không phải cố tình. Con đồ to đừng khóc nữa. Trứng gà của bố cũng rất đẹp. Tặng cho con đấy. Vậy được thôi. Wow, hai quả trứng xinh đẹp đều không còn nữa. Trứng gà dễ vỡ như vậy, nói không chừng vẽ xong lại vỡ. Vậy thì chẳng bao giờ vẽ được. Không sao, đừng sốt ruột. Chúng ta lại đi tìm mẹ tập về, xin hai quả trứng nữa. Mẹ tập về nhất định sẽ có cách. Hai bố con thật là quá đáng. Vì sao để vẽ một quả trứng gà mà có thể lãng phí như vậy? Bọn anh sai rồi, mẹ tập về. Bọn con cũng không cố tình mà. Không ngờ vỏ trứng lại mỏng như vậy. Không cẩn thận một chút là vỡ rồi. Đúng thế, bố con anh không cố tình đâu. Hai bố con nói là vỏ trứng mỏng quá nên dễ vỡ. Vấn đề này rất dễ giải quyết. Xem mẹ đây. Ôi, chỉ còn lại có một quả trứng thôi. Một quả cũng được. Vậy được rồi. Được chín ư? Đúng thế. Tiếp theo để cho nó nguội. Trứng gà luộc chín rồi, cũng dễ dựng đứng hơn. Thật sao? Tuyệt quá. Cách của mẹ tập về tốt thật. Trứng gà luộc chín nặng tay không dễ vỡ. Vỏ trứng cũng cứng hơn. Tiếp theo chính là xem chúng ta biến nó trở nên xinh đẹp. Không thành vấn đề. Lần này chúng ta phải phối hợp với nhau để vẽ trứng gà. Được ạ. Bố đồ nhỏ, bắt đầu thôi. Yeah, bài tập thủ công hoàn thành rồi. Đây là quả trứng gà đẹp nhất.
dũng cảm. Cứu tôi với, cứu tôi với. Giỏi quá đi mất. Thành công rồi. Con đồ tao, con kích động gì thế? Vừa rồi nhân viên cứu hộ đó thật dũng cảm. Sau này lớn lên, con cũng làm nhân viên cứu hộ. Bố đồ nhỏ, sao bố không nói gì? Bố không muốn làm con buồn. Nhưng con thậm chí chưa biết bơi, sao có thể làm nhân viên cứu hộ được? Ước mơ của con không còn nữa rồi. Thật đáng thương, con thật đáng thương. Vừa rồi có phải mình nói hơi quá không? Không được, mình phải khiến con đầu to lấy lại lòng tự tin. Con đầu to này, thực ra con muốn làm nhân viên cứu hộ cũng không phải là không có khả năng. Chỉ cần luyện tập tốt kỹ năng cơ bản. Vậy con lại có ước mơ rồi. Bố đồ nhỏ, mau dẫn con đi luyện tập kỹ năng cơ bản đi. Có ước mơ thì phải kiên trì, biết đâu lại thực hiện được. Bố đồ nhỏ, liệu chú Mao có đồng ý không? Yên tâm đi, bố đã nói với chú Mao rồi. Hôm nay chúng ta có thể thoải mái luyện tập ở bể bơi nhà chú ấy. Trước khi xuống nước, chúng ta phải khởi động cho nóng người đã. Bước này rất quan trọng, làm theo động tác giống bố nhé. Con đồ to, động tác làm rất tốt. Tiếng bố thấy được hy vọng thành công. Con biết là con làm được mà. Được rồi, kết thúc khởi động, chúng ta xuống nước thôi. Con đồ to, cho bố xem tốc độ nhanh nhất của con nào. Mục tiêu ở trước mắt, nhiều sinh mạng đang chờ con tới cứu đó. Bố đồ nhỏ, xem con bơi có nhanh không? Con đồ to, tốc độ này của con làm sao có thể ra biển cứu người được? Con đồ to, vẫn còn nghĩ tới chuyện bơi sao? Vâng, con bơi chậm quá. Xem ra ước mơ làm nhân viên cứu hộ của con lại hết rồi. Đừng vội, có lẽ chúng ta nên luyện tập việc khác trước. Ví dụ như để con trở nên mạnh khỏe đã. Không phải lực sĩ mới còn khỏe mạnh sao? Ai bảo thế? Phải khỏe mạnh thì mới có sức để bơi, mới có thể cứu người dưới nước lên bờ chứ. Đúng thế, giờ con sẽ đi luyện tập sức khỏe. Con đồ to, động tác này là để rèn luyện cánh tay của con. Như vậy lúc bơi mới có thể hoạt động cánh tay linh hoạt được. Vâng ạ. Ai da, bố đồ nhỏ, con không dừng lại được. Đừng hoảng sợ, bố cứ cứu con đây. Con xin lỗi bố đồ nhỏ. Không trách con, đây vốn là thiết bị luyện tập của người lớn. Con đi tập nội dung khác đi. Nóng quá. Bây giờ chúng ta luyện tập chạy nước rút. Chuẩn bị, bắt đầu. Con đồ to, cảm giác cân bằng và phương hướng của con quá. Bố đồ nhỏ, có phải con không thể làm nhân viên cứu hộ không? Phải làm sao đây? Mình phải an ủi con, khiến con vui lên. Đúng rồi, đi mua đồ ăn vặt. Con đồ to đừng khóc, bố sẽ mua sô-cô-la cho con. Ăn sô-cô-la sẽ có thể bổ sung năng lượng, con sẽ luyện tập càng tốt hơn. Con đợi ở đây nhé. Đồng xu ư? Mình có thể đi ước nguyện. Mình thật sự rất muốn làm nhân viên cứu hộ. Mèo con đừng vội, mình sẽ cứu cậu ngay. Phải làm sao đây? Mèo con lại không biết bơi. Mèo con đừng vội, mình tới cứu cậu đây. Mau nhảy lên cái phao đi mèo con. Mình kéo cậu vào bờ. Chuẩn bị xong rồi, xuất phát. Con đồ to, sao con lại chạy đến đây? Bố đồ nhỏ, con cứu được một con mèo con ở đại phun nước. Vừa rồi bố đã nhìn thấy con đồ to. Con giỏi thật đấy. Con đã là một nhân viên cứu hộ dũng cảm rồi. Nhưng con bơi chưa đủ nhanh, lại chưa đủ khỏe mạnh. So với tố chất sức khỏe, thì nhân viên cứu hộ trước tiên cần có trí tuệ. Con đã làm được rồi. Sau này, con sẽ cố gắng rèn luyện sức khỏe, lớn lên là một nhân viên cứu hộ thông minh và khỏe mạnh. Hãy nghe con nói.
Giao hàng đây. Tới đây. Tốt quá, cuối cùng đã tới rồi. Bố đồ nhỏ, bố mua cái gì thế? Là vũ khí bí mật của bố. Đây là cái gì? Là vòi rửa xe. Chúng ta cùng đi rửa xe nhé. Tuyệt quá, đi rửa xe nào. Thế này là được phải không? Nối vào là dùng được. Đương nhiên rồi. Wow, ngầu quá. Cho con thử với. Mau cho con thử nào. Đây không phải đồ chơi. Con không cầm được. Con có thể giúp bố lau thân xe. Con không muốn. Con chỉ muốn chơi cái này. Con đồ to. Con nghịch ngợm quá đấy. Không cần con giúp nữa. Để bố tự làm. Con vào nhà đi. Nhưng bố đồ nhỏ. Đi mau. Bố đồ nhỏ thật keo kiệt. Mua vòi rửa xe mà không cho mình chơi. Chuyên mục thời sự hôm nay đến đây là kết thúc. Tiếp theo là dự báo thời tiết. Hả? Phải nói cho bố đồ nhỏ biết. Bố đồ nhỏ, con có việc muốn nói với bố. Không được, con lại muốn gây rắc rối cho bố. Không phải đâu bố đồ nhỏ. Giữ yên lặng, đến khi bố rửa xe xong. Hả? Mất nước rồi ư? Sao lại mất nước nhỉ? Thằng bé này lại giận mình rồi. Ồ, chuyện gì thế này? Bị ghế đè lên à? Giờ thì chắc không sao rồi. Sao lại không thấy vòi rửa xe đâu nữa? Nhất định là do con đồ to làm rồi. Thằng nhóc này chạy đi đâu rồi? Con đồ to, con thích gây rắc rối cho bố quá đấy. Mau đưa vào rửa xe cho bố, để bố còn rửa nốt. Đừng nghịch ngợm nữa, mau đưa cho bố. Phải tìm việc gì đó cho nó làm, nếu không chắc chắn nó sẽ lại gây rắc rối. Vòi rửa xe rất nguy hiểm, không thể cầm được. Mau đưa cho bố. Con muốn chơi không? Lát nữa bố dạy con. Con đồ to, con không được bướng bỉnh như thế. Thế này đi, bố giao cho con một nhiệm vụ mới nhé. Vậy mới đúng chứ. Không phải là bố không muốn cho con chơi. Quả thật là thứ này rất nguy hiểm. Con nhìn bố là được rồi. Con đồ to. Có phải mình nghiêm khắc quá không? Hay là cho nó dùng một lát cũng được. Con đồ to, qua đây một lát. Con đồ to, chú ý không được xịt vào người là sẽ không có nguy hiểm. Nào, đúng rồi. Thế nào hả, con đồ to? Cùng bố rửa xe có phải rất vui không? Sao thế? Vào rửa xe cũng cho con chơi rồi. Con vẫn chơi chơi đã ư? Giữ yên lặng, đến khi bố rửa xe xong. Ồ, được rồi, con đồ to, bố rửa xe xong rồi, con không cần giữ yên lặng nữa. Giờ nói cho bố biết, cùng bố rửa xe có phải rất vui không? Bố đồ nhỏ, vì sao bố không chịu nghe con nói chứ? Con xem dự báo thời tiết trên TV, nói chiều nay sẽ có mưa rào, vốn con muốn nhắc bố đừng rửa xe vội. Hả? Sao con không nói sớm? Bố bắt con giữ yên lặng mà. Con đồ to, xin lỗi, bố nên nghe con nói. Không sao. Đợi xem, đợi mưa tạnh rồi, chúng ta có thể rửa xe lại lần nữa. Nhất định là như thế.
to và nhỏ. Tuyệt quá, tháp đá 9 tầng mà không bị đổ. Mình đúng là thiên tài xây dựng. Con đồ to, chơi gì mà vui thế? Bố đồ nhỏ mau nhìn này, đây là tháp đá do con xây đó. Có giỏi không? Cũng tạm. Thiên tài xây dựng còn muốn xây một tòa tháp đá cao hơn nữa cơ. Bố chờ mà xem nhé. Thiên tài xây dựng ư? Để con thấy được thiên tài xây dựng thực sự nhé. Con đồ to, viên đá nhỏ thì có gì là thú vị chứ? Muốn chơi thì phải chơi đá to cơ. Đá to ư? Trẻ con chơi đá nhỏ, người lớn chơi đá to. Con đồ to nhìn kỹ nhé. Con sắp sửa được thấy một thiên tài xây dựng siêu cấp xuất hiện rồi. Thế nào? Tháp đá to của bố hoành tráng chứ? Bố đồ nhỏ, tháp đá to đúng là rất oai phong, nhưng nó nặng nề quá. Nhìn này, nếu mẹ tập vừa gọi con về ăn cơm, con có thể mang tháp đá nhỏ đi bất kỳ lúc nào. Chuyện này, tháp đá to của bố thì không được rồi. Tuy tháp đá to của bố không thể đút vào trong túi, nhưng nó có nhiều tác dụng. Tác dụng gì chứ? Hòn đá to có thể dùng làm công cụ. Hòn đá to có thể dùng để sửa hàng rào bị lung lay. Hơn nữa, còn có thể đào hố. Con xem, công cụ này thế nào? Con đồ to, những tác dụng này đá nhỏ của con có làm được không? Có thể. Đá nhỏ của con rõ ràng tốt như thế, sao lại không bằng đá to chứ? Đúng rồi, việc này thì đá to không thể làm được. Bố đồ nhỏ, đá nhỏ của con có thể làm đồ chơi. Đá to của bố đồ nhỏ có thể không? Chuyện này mình không tin. Mình không tin. Vẫn là đá nhỏ của con xịn hơn. Đá to mới xịn hơn. Có thể làm thành con đường nhỏ. Làm con đường nhỏ ư? Wow, đá to thực sự có thể làm thành con đường nhỏ. Ây da, đây là con đường nhỏ mới trải ư? Bố đồ nhỏ giỏi quá. Nhìn xem, ngay cả mẹ tập về cũng nói đá to của bố xịn hơn. Mẹ tập về bị trẹo chân rồi. May mà con đồ to đỡ được mẹ. Bố đồ nhỏ, con đường nhỏ trải bằng đá to này của anh không tồi. Chỉ là khoảng trống quá lớn. Nếu bị trẹo chân thì rất nguy hiểm. Mẹ tập về đừng sợ. Đá nhỏ của con có cách rồi. Được rồi, giờ thì không lo bị trẹo chân nữa. Tuyệt quá, bố đồ nhỏ, con đồ to, hai bố con dùng đá to đá nhỏ phối hợp làm thành con đường thật tuyệt vời. Phối hợp ư? Giờ thì khi trời mưa, mẹ không cần lo lắng chân bị dính bùn nữa. Hơn nữa, con đường nhỏ này khiến sân nhà chúng ta càng thêm đẹp. Đúng thế, đá to và đá nhỏ đều có tác dụng. Chúng ta là nhóm bố con mạnh nhất. Vâng, phối hợp với nhau mới là tốt nhất. Cái mũ mới của con đầu to.
Đợi một lát, con đồ to. Con đồ to, đây là mũ mới bố tặng con. Có thích không? Kích thước vừa như in. Wow, còn có cả đôi cánh thiên thần nữa. Con thích lắm. Cảm ơn bố đồ nhỏ. Thích là tốt rồi. Đi nào. Mẹ tập về. Hôm nay con muốn đội mũ mới đến trường mẫu giáo. Được thôi. Hôm nay chúng ta về nhà cùng một lúc à? Vâng ạ, bố đồ nhỏ. Hôm nay bố tan làm sớm thế. Con vào trước đây. Ồ, chạy cái gì chứ? Lâu đài cát còn một chút nữa là xong rồi. Con đồ to, nóng như vậy còn đội mũ làm gì? Đừng cởi, đừng động vào mũ của con. Vì sao? Con thích chiếc mũ mới bố đồ nhỏ tặng con. Con không nỡ cởi ra. Vẫn là bố có mắt nhìn tốt. Đừng mổ, đây không phải là đồng loại của cậu. Đừng đến chơi với nó. Con cởi mũ ra là nó sẽ không đuổi theo con nữa. Thật đấy, mau lên. Không cởi là không cởi. Thích đến vậy sao? Bố đồ nhỏ, trong nhà hết xì dầu rồi. Anh ra cửa hàng tạp hóa mua giúp em nhé. Được thôi, con cũng muốn đi. Chim non, đừng đi theo mình nữa. Cuối cùng cắt đuôi được con chim rồi. Làm sao thế? May mà con phản ứng nhanh, suýt nữa thì rơi mất mũ. Kỳ lạ, đến mức độ đó sao? May mà đầu con to, con thì mũ đã bay mất rồi. Con đồ to cũng quá chú ý đến cái mũ mới rồi. Là loại này phải không? Xì dầu đậu tương thơm ngon hảo hạng. Đúng, chính là loại này. 23 đồng 8 hào. Để tôi tìm tiền lẻ. Con đồ to, cái mũ có cánh của cháu không tồi đâu. Cho ta mượn một lát nhé. Không được, keo kiệt vậy ư? Ta dùng một viên sô-cô-la để đổi cho cháu nhé. Vậy cũng không được. Cháu có thể cho mượn giày, mượn khăn tay. Chỉ có chiếc mũ là không cho mượn được. Sợ cái gì chứ? Ta cũng có cướp mũ của cháu đâu. Con đồ to này, chắc là vì mũ mới mua nên nó vẫn thích đổi. Để tôi đuổi theo nó. Tạm biệt chú mau. Tạm biệt. Không được, hôm nay con đã đổi cái mũ mới cả ngày rồi. Con muốn đổi nó mãi không cởi ra. Vậy đi ngủ cũng đổi ư? Con thích chiếc mũ mới này. Đổi nó đi ngủ sẽ có giấc mơ đẹp. Con đồ to, mẹ nói lần cuối cùng, phải cởi mũ ra đi ngủ. Nhưng mà con... Con đồ to, con có muốn nói cho bố nghe vì sao lại cứ đổi cái mũ này mãi không? Con, thật ra hôm nay ở trường mẫu giáo, khi chơi đất nặng, con đã không cẩn thận. Mình nặng con khủng long. Trên đầu của đồ to mọc thêm một cái đuôi khủng long kìa. Trên tóc bị dính đất nặng, nhìn xấu lắm. Mẹ tập về, bố đồ nhỏ, bố mẹ cũng cười con. Không phải cười con, là mẹ cảm thấy chuyện nhỏ đơn giản như vậy. Sao con không nói sớm chứ? Chẳng trách con không chịu cởi mũ ra. Thì ra là sợ bị người khác nhìn thấy tóc. Xong rồi. Tóc con chẳng hề thay đổi chút nào. Vẫn là bố mẹ có nhiều cách thật. Vậy chiếc mũ mới kia có thể cởi ra rồi chứ? Có thể à? Không đổi nó, con vẫn có thể có giấc mơ đẹp. Chúc bố mẹ ngủ ngon.
ống nước. Con đồ to. Bố nhắm mắt cũng đi được về nhà. Con có tin không? Vừa đi vừa nhắm mắt thì nguy hiểm lắm. Không sao đâu, giờ bố sẽ đi cho con xem. Đau quá đi mất, đau quá đi mất. Bố đồ nhỏ mau ra đây, ở đó có nước đấy. Con đã nói đi nhắm mắt rất nguy hiểm mà. Sau này bố không được nghịch ngợm nữa. Được rồi, không nghịch ngợm nữa. Ai đang giở trò thế? Là đường ống cao su bị rò nước. Cô Nguyệt Nha bảo bọn con không được để rò nước, phải dùng nước tiết kiệm. Đúng, thế này thì lãng phí nước quá. Bố đồ nhỏ, vậy chúng ta bịt lỗ trên ống nước lại nhé. Không thành vấn đề. Con đồ to mau lên. Được rồi, con giỏi nhất là thắt nút. Thắt thành nút chết rồi. Khó cười quá. Con đồ to, con giúp mẹ thắt nút thành hình bướm được không? Hình như là thắt nút chết rồi. Con đồ to thắt xong chưa? Bố sắp không giữ nổi nữa. Xong rồi, bố đồ nhỏ có thể buông tay ra. Xong rồi, chúng ta đã thành công ngăn chặn việc lãng phí tài nguyên nước. Nào, chúng ta chụp ảnh ghi lại thói quen tiết kiệm nước để bảo vệ môi trường này. Bố đồ nhỏ, đây là cái gì? Đây là... Mau cởi nút thắt ra, nếu không ống nước sẽ nổ tung đấy. Thay quần áo khô rồi tiếp tục đi sửa ống nước. Chúng ta có thể dùng băng dán vết thương, nhất định sẽ dán cho chỗ rò nước đó kín lại. Tiết kiệm nước, một giọt cũng không bỏ phí. Còn dán rò nước ư? Lập tức sẽ không rò được nữa. Đúng, một giọt nước cũng không rò. Lần này thành công rồi. Bố đồ nhỏ mau nhìn này, băng dán vết thương bị ướt rồi, lại bắt đầu rò nước rồi. Xem ra một cái băng dán vết thương chưa đủ dùng. Nhưng mà không sao, bố đã chuẩn bị rồi. Phải biết là bố đồ nhỏ luôn có cách. Bố đồ nhỏ, lần này chắc là sẽ không rò nước nữa chứ. Băng dán của chúng ta cũng đã dùng hết rồi, lần này chắc không sao. Lần này phải giải quyết được vấn đề rò nước, chúng ta nhất định sẽ thành công. Bố đồ nhỏ, chúng ta nên làm thế nào? Chúng ta cắt bỏ đoạn rò nước đi, sau đó nối lại. Chỉ cần cắt bỏ đoạn ống từ chỗ này, sẽ không bị rò nước nữa. Bố đồ nhỏ cố lên. Hai người đang làm gì thế? Vì sao hai người lại muốn phá hoại ống nước? Bác làm vườn, ống nước này bị rò rồi. Cháu và bố đồ nhỏ đang định sửa nó. Bọn cháu là vì muốn tiết kiệm nước. Đúng, nhìn này, cái lỗ này đang rò nước. Thì ra hai người đang làm việc tốt à. Cảm ơn lòng tốt của hai người. Nhưng thật ra, ống nước bị rò cũng không coi là lãng phí nước. Số nước này dù sao cũng dùng để tưới cho bãi cỏ. Ống nước có thêm một cái lỗ, bãi cỏ sẽ được tưới càng nhiều hơn. Đúng thế. Nhím con ơi nhím con, bọn mình cần cậu giúp đỡ. Có thể giúp bọn mình chọc thêm vài lỗ trên ống nước không? Giờ thì bãi cỏ sẽ càng được tưới đều hơn nữa. Đúng thế.
Con đầu to, bố đầu nhỏ. Một đôi bạn thân, hai bố con vui vẻ. Đầu con to, nhưng tay con nhỏ. Đầu bố nhỏ, nhưng tay bố to. Tay to nắm tay nhỏ, đi đường không sợ ngã. Đi nào, đi nào, đi 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 nào. Chớp mắt con đã khôn lớn rồi. Đầu con to, nhưng tay con nhỏ. Đầu bố nhỏ, nhưng tay bố to. Tay to nắm tay nhỏ, đi đường không sợ ngã. Đi nào, đi nào, đi 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 nào. Con đầu to, bố đầu nhỏ. Một đôi bạn thân, hai bố con vui vẻ. Đầu con to, nhưng tay con nhỏ. Đầu bố nhỏ, nhưng tay bố to. Tay to nắm tay nhỏ, đi đường không sợ ngã. Đi nào, đi nào, đi 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 nào. Chớp mắt con đã khôn lớn rồi. Đầu con to, nhưng tay con nhỏ. Đầu bố nhỏ, nhưng tay bố to. Tay to nắm tay nhỏ, đi đường không sợ ngã. Đi nào, đi nào, đi 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 nào. Đi nào, đi nào, đi 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 nào.